Và xin video nếu thấy hay thì bấm like, đăng ký và rung chuông ủng hộ kênh mình nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với bạn Quốc Khánh. Dạ bạn Bảo Ngáo. cái tên là biết ngáo rồi. Phối hợp con quay mới. Giờ là Quốc Khánh. Đây là con lưỡi hái bóng tối, đúng rồi. Đây là con quay của thầy giáo trong học viện con quay Bảo Tố. Học viện con quay chiến chúa. Môn phái tấn công phải không? Yeah. Đúng rồi. Rồi Khánh, khui ra. Học viện chiến chúa. Đập giờ đó mà mình nhí nhố hoài. Còn nè. Còn gì nữa? Rồi xé nó ra luôn Bảo. Cái bộ hả? Cái bọc kìa. Hay quá. Rồi, giải răng luôn. Rồi, coi cái biểu tượng của nó các bạn. Đẹp quá. Lưỡi hái bóng tối. Xong chưa? Cui xong chưa Quốc Khánh? Rồi, nhau đây nè. Đâu, Thảo con quay ra cho coi thử coi. Lưỡi hái bóng tối. Ui. Ui, quá đẹp. Chính phải. Ồ, quay ngược lên coi. Có cái này giống của con rồng lửa nè. Đúng rồi, sao giống của rồng lửa quá vậy? Đây là con lưỡi hái bóng tối nha. Bây giờ mình sẽ cho con lưỡi hái bóng tối này đấu với con nào Bảo? Thánh điện thủ hộ. Thánh điện thủ hộ hả? Ừ. Đúng rồi, hai con quay của thầy giáo đấu với nhau đi. Đây là thánh điện thủ hộ. Con quay của đây là con thánh điện thủ hộ, con quay của thầy giáo của bộ môn phòng thủ. Đây trong học viện con quay, con này là phòng thủ, con này là tấn công, hai trường phái đối lập nhau. Cái này sai được. Đúng rồi. Bây giờ cho con quay tấn công với phòng thủ đấu nhau nha. Coi tấn công hay là phòng thủ cái nào mạnh hơn. Vô. Vô nào. Ngồi đối diện nhau đi. Quốc Khánh qua ngồi bên đây. Chuẩn bị chưa? Hiệp thứ nhất. Vô. Gì trời, quá phát rồi này. Wow. Tấn công đi, tấn công đi nhau. Ôi, không biết con nào thắng nữa nè. Phòng thủ hay lên kênh đào. Để gặp cho mày. Wow. Mày. Ghê ta. Mày. Ồ đúng là thánh điện thủ hậu ha. Cho con một phòng thủ mà. Sợ xí. Tấn công một tỏ luôn kìa. Rồi nằm ở giữa. Chết mình rồi. Rồi. Yeah. Hay quá. Hiệp thứ nhất thánh điện thủ hậu thắng. Hiệp hai vô. Rồi chết là kêu 2-1. Ôi, vậy là tấn công
thua phòng thủ rồi. Kiểu này là giờ là thua rồi. Tỷ số 2-0. À, lựa hai bóng tối đang bị Thánh Điện thủ hậu dẫn trước 2-0. Vô. Hai một, hay quá, hai bóng tối đã chiến thắng. Thì số 1-2 vô. mày tốc độ mày giảm, mày chạy nhanh thôi. Được rồi. Bây giờ nó đã ở trung tâm mà bây giờ mình phải chạy vòng vòng. Vô đây con chó. Vô. Hay quá. Hồi nãy 3-1. Bảo Ngáo đang dẫn trước với tỷ số 3-1. Nhìn con Bảo Ngáo. Hay quá. Hiệp đấu tiếp theo. 3-1. Hai đối thủ đang vờn nhau. Hay quá. Vô đây làm gì? Để chỗ trung tâm của bố. Quốc gia trung tâm của bố. Rồi. Vô lỗ. Con, tỷ số nhiêu rồi Bảo? Khánh, nhớ không? Tỷ số nhiêu? 3-1. 3-1 phải không? Rồi, tiếp theo. Rồi. Thánh Điện thủ hậu đang chuyển sang thế tấn công ngược. Từ cầu thủ mà đổi đảo ngược lại là thành pháp cần rồi, nhìn đó, phòng thủ mà quay ngược đầu lại nhìn nó dữ dội hơn á. Tính nghĩ lần đầu là quá sai lầm rồi, quay ngu. Trời ơi. Sang ngược thì yếu hơn nữa nè. Yếu bây giờ mà yếu. Tôi thua rồi. 4-1, Thánh Điện thủ hậu thắng, phải không? Dũng. Ê, mới nhốn nhộn. Đúng rồi, 4-1 rồi. Rồi, hẹp tiếp theo. Mày chặt tao mày. Hãy là người bóng đi. Quốc Khánh vừa có một pha chiến đấu ngược nhưng mà hơi lộng trọng. Chiến đấu ngược từ chiến đấu đổi sang phòng thủ ghê ta. Đây là lần thi đấu đầu tiên của anh ấy, bởi vậy giờ là hai con phòng thủ. Nó hơi chút bối rối, các bạn thông cảm. Giờ hai con chuyển sang phòng thủ rồi. Bây giờ là hai con phòng phòng thủ. Bây giờ là hai con, bây giờ con ngựa, con chậm đích lên, còn con chậm đích đi xuống dưới, bây giờ con thở thắng. Con nào thắng? Con hai con phòng thủ hơn. Không biết con nào thắng ta. Hồi nãy đầu kia chiến đấu, giờ chuyển sang. Rồi, xong luôn. 5-1. Ui, đúng rồi. Chiến thắng là Thánh Điện thủ hậu. Hay quá. Khúc đầu mà cả hai đảo ngược liền, không biết con nào thắng. Vậy là phòng thủ đã chiến thắng tấn công. Lần này hên thôi á. Tao lọt thi đấu đầu tiên, Thánh Điện thủ hậu thắng. Bây giờ Bây giờ cho hai con quay này chiến đấu ngược. Đấu 3 hiệp nha. Vô, bắt đầu. Quá. Chỗ luôn. Dẫn sang phòng thủ.
hay quá, mệt không? Hai chiến là của bố. Lùi hai bóng tối chiến thắng. Hiệp tiếp theo. Vô. Con lựa hai bóng tối này chiến đấu ngược nữa, chuyển thành phòng thủ ha, vô chính giữa kìa. Còn giờ con chuyển sang chiến đấu rồi. Còn con Thánh Điện thủ hộ cái nó từ giữa cái chuyển ngược cái thành tấn công, cái chạy vòng vòng hay quá. Mày anh chết của bố mày. Cút mày. Cút. Ui cái chỗ mà chơi này không chiến đấu được rồi. Hợp đều, Thánh Điện thủ hộ thắng. Hiệp tiếp theo, vô. Quá xuất sắc. Nhanh quá. Bố mày đang chiến. Đây là giữ của bố mày. Hút. Bây giờ tỷ số đang là 2-2. Bây giờ là trận đấu quyết định thắng thua nha. Trận đấu cuối cùng. Vô. Phòng thủ là chỉ có phòng thủ thôi phải không? Phòng thủ đúng rồi. Phòng thủ chiến thắng chiến đấu. Còn lưỡi hai bóng tối là thiên về tấn công quá mạnh. Tấn công quá mạnh nha, cái này là khi là ngược lại thành phòng thủ, con kia là thành tấn công. Đúng rồi, hay quá. Một pha bình luận xuất sắc của Quốc Khánh. Clip giới thiệu con quay lưỡi hai bóng tối của thầy giáo bộ môn tấn công. Tới đây là hết rồi nha. Bye bye các bạn đi. Bye bye.